Gerond là một ngôi làng có từ thời trung cổ. Những bức tường được xây dựng từ đó đến nay vẫn như còn nguyên vẹn. Ngôi làng có từ thế kỷ 14. Nếu bạn yêu thích sự tìm tòi và khám phá thì đây là một nơi xứng đáng để đến tham quan. Bức tường và lâu đài thời trung cổ được duy trì gần như nguyên vẹn. Hiển nhiên, nhìn nó phải cũ hơn và có heo mòn do mưa nắng, nhưng điều đó là không đáng kể. Một trong những lối vào trong làng. Ngôi làng nhỏ có tường bao quanh được bảo tồn rất tốt. Bạn có thể đi bộ dọc theo những con phố dành cho người đi bộ ở trung tâm, thuê xe đạp dạo quanh thành phố để tham quan. Những tòa nhà, ngôi nhà được bảo trì tốt theo phong cách cổ xưa. Bạn đang thấy trước mặt là nhà thờ của Geront, nơi mà du khách thường đến chụp hình để lưu lại. Bên ngoài rất cổ kính, nhà thờ bằng đá, bên trong còn khá mới và tươm tất. Một màu sắc cổ kính bao trùm khắp ngôi làng, làm cho bạn có cảm giác như vừa bước ra khỏi cỗ máy thời gian và lạc về thời trung cổ, như đi ngược về quá khứ, và được tô điểm bởi đôi nét của hiện tại, vì thực tế là con người vẫn đang sống đằng sau những bức tường này. Nơi đây thu hút du khách cả trong và ngoài Pháp. Ngôi làng còn lưu giữ được nét cổ kính của nó. Những bờ tường, những cửa hàng nhỏ nhỏ được sơn nhiều màu sắc bắt mắt và bày trí một cách dễ thương và giản dị. Những cửa hàng ở đây bán các sản phẩm được sản xuất tại địa phương. Nơi đây có một sản phẩm đặc trưng, đó là muối. Nơi đây là thủ phủ của muối Saint-de-Gironde. Đây là một trong những cửa hàng bán muối, các thể loại của muối và một số mặt hàng sản xuất tại địa phương. Bạn đang thấy trước mặt là muối trộn, trộn hành, ớt, tiêu, tỏi, các loại. Khi bạn đến Pháp, ít khi bạn thấy được các cửa hàng hoặc nhà cửa có nhiều màu sắc, nhưng nơi đây thì điều đó lại trở thành điểm đặc trưng, làm cho nó thêm sinh động để phá vỡ đi cái màu xám trung cổ của những bức tường kia. Ngôi làng khá nhỏ nên hầu như mọi người đều đi bộ. Cũng có vài người thuê xe để chạy xung quanh. Đây là một trong vài con đường chính trong làng. Hầu như mỗi ngôi nhà nhỏ trong ngôi làng cổ này đều là một cửa hàng. Các mặt hàng cũng khá đa dạng. Hầu hết các cửa hàng bán mặt hàng trang trí, lưu niệm. Một số thì bán đồ ăn, quán uống nước, cà phê. Đối với du khách châu Âu, những người đã quá quen thuộc với những công trình kiến trúc hiện đại và đồ sộ, thì họ rất hào hứng và tỏ ra yêu thích đối với một nơi còn giữ lại được nét cổ xưa như ngôi làng Gironde này. Bạn có thể tìm cho mình một kiểu trang trí phía trước nhà như là một trong những cửa hàng ở đây, thì bạn sẽ có riêng cho riêng mình một ngôi nhà cổ kính như từ thời trung cổ. Như bạn thấy trước mặt một ngôi nhà sơn cửa màu hồng rất đẹp. Bạn thấy phía trước là ngôi nhà của một nghệ sĩ, ông ấy vẽ. Ông ấy làm cho phía trước của ngôi nhà của ông nhìn cũng rất là aesthetic. Để cây cối sùm như vậy, mình cũng thích kiểu trang trí như vậy cho ngôi nhà của mình nữa.
Nãy giờ bạn thấy các cửa hàng có đẹp hay không? Thực ra định nghĩa về cái đẹp và cái cổ đối với mỗi người, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc nó lại khác nhau. Bởi vì tùy theo cái môi trường người ta sống, người ta thấy nó như thế nào mà người ta sẽ cho là nó có cổ hay không, nó có đẹp hay không. Mình đang ở trong một cửa hàng bán những cái đồ của học sinh đó. Có cái bản đồ của nước Việt Nam từ khi Pháp còn chiếm đóng ở cái tỉnh miền Trung của Việt Nam, khi đó ở miền Trung còn được gọi là An Nam. Cái bản đồ này nếu mà tìm mua bên ngoài mà là bản đồ cổ thì giá cũng không có rẻ. Bản đồ này hiện vẫn còn phổ biến cho học sinh nó học, bởi vì đó là một phần của lịch sử. Lịch sử là lịch sử, nên bạn đừng khó chịu khi Phương nói về nó nha, bởi vì nó là sự thật đã trải qua rồi, mình không có thay đổi được. Một cửa hàng bán muối, một sản phẩm đặc trưng ở vùng này. Hầu hết các du khách khi đến đây đều mua một ít về. Thì thực ra đến một vùng nào đó có cái sản phẩm đặc trưng của vùng đó, người ta hay mua về để cho biết. Hơn nữa muối cũng không có mắc. Nãy giờ Phương nói rất nhiều nhưng quên nói với các bạn là ngôi làng cổ này ở phía tây nước Pháp, vùng Pays de la Loire nha các bạn. Còn lại 2 phút ngắn ngủi, mời bạn thưởng lãm tiếp ngôi làng cổ nha. Phương sẽ tiếp tục gửi đến bạn những địa danh hay những nơi đẹp, đặc biệt mà nhiều người yêu thích đến các bạn, để các bạn không cần đi đâu xa, có thể ngồi ở nhà và du lịch. Cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Hẹn gặp lại.